Xin chào anh em, mình giới thiệu một cây quạt của Nhật, con này của hãng Hitachi. Dòng này là có xài remote, con này mới thì những chi tiết này nó bỏ trong cái thùng giấy như thế này. Mình mở ra, mình ráp lại một cây quạt như thế này. Cái chiều cao tối thiểu của cây này đang là 7 tấc, cao lên là được 2 tấc là 9 tấc. Phía sau khi mình bấm phía sau mình sẽ kéo lên được. Bấm phía sau là mình sẽ nâng lên được. Đó. Thì ở đây nó có cái chức năng là có remote này. Nó có ở đây đầu tiên là chỉnh đảo máy đầu tiên, quạt xe chạy. Đó. Khi quạt nó chạy rồi á, mình quên đó. Thì cái quạt này á là cái lồng của nó là được 3 tấc, cái cánh của nó được 3 tấc, thì cánh của nó rất là nhiều tầng cánh, nó khoảng tầm hình như là 80 cánh. Thì cái gió của nó đi ẩy đi rất là dễ chịu. Những cái dòng quạt mới á, họ làm là 8 cánh chứ không làm 3 cánh như ngày xưa nữa. Đó, rất là nhiều cánh. Bây giờ mình sẽ bật lại cho anh em xem. Ở đây nút đầu tiên là nó sẽ chỉnh thấp, chậm hoặc lên nhanh, tốc độ tăng tốc. Thứ hai nữa, cây quạt này nó có chỉnh bóng, mình sẽ xoay qua hai bên. Đó. Còn cái này nó sẽ hẹn giờ thì lúc này nó sẽ nằm trên mình cho nó. Còn đó nó thêm cái hẹn giờ, tắt giờ, mở giờ, tắt giờ. Còn ở đây nó có chức năng là khi cây quạt á, cái quạt nó sẽ giảm lại, chậm lại chút, nó mạnh lên chút, nó chậm lại chút, nó mạnh lên chút, nó là cái theo cái lần sóng giận này. Bên đây thì cái gió ban đêm nó làm cho mình ngủ dễ chịu hơn, cảm giác cho mình dễ chịu hơn, không bị như cái quạt của Việt Nam mình là cái hơi làm phật nó ngồi mình thấy khó chịu. Còn bên đây là cái nút này là nút nút sẽ ban đêm này nó có hai chức năng đó. Ngoài ra nó có nút chức năng là khóa giữ 3 giây. Mình giữ 3 giây mình sẽ khóa cho em lại. Mình giữ 3 giây này, nó có cái chìa khóa này nè, là bảo đảm cho em không có sử dụng được. Nó bấm nút gì cũng không được hết. Đó, như khi mình tóm lại. Đó, tắt chức năng đó, khóa cho em. Remote này mới, chưa xài luôn. Còn khá là mới. Đây, phía sau này quạt này thì mình sẽ gật đầu. Lên gật xuống, nhấn lên nhấn xuống tùy. Khi mình mở lên á, mình sẽ kéo khắc lên. Bóp một cái mình sẽ kéo lên cái đó. Phía sau nó có cái tem đây, nó chỉ là 42W này. Quạt nó rất tiết kiệm điện luôn, dòng tiết kiệm điện. Cái đế này nó tháo và lắp ráp từ chi tiết ra để nó ráp cho cái quạt như thế này. Rồi anh em nào cần liên hệ mình, cái quạt nội địa của Nhật, của hãng Hitachi. Xin chào.